chỗ này hôm qua quý vị nha. À, nhân lại đầy nhân cúng quý vị. Vì hôm qua nhân đến cái vong linh tại cái gốc cây châm này quý vị nha, rất là linh thiêng. Hôm qua tôi có xin được cái lọc trên điếu thuốc là con 15 và trên cái thẻ sâm là con 19 quý vị nha. Đó, thì tại lọc hôm nay thì quý vị cũng xem kết quả cũng biết rồi. Ha, miền Nam mình ăn được con 315 và con 15. Không, miền Bắc thì mình ăn được con 19. Đó, Nam Bắc được gỡ luôn quý vị nha. Xin chúc mừng cho những chị nào có tham khảo. Thì quý vị xem kênh của tôi quý vị nha. À, quý vị xem chú ý à, nghe tôi nói. Nghe không? Hôm qua tôi có nói với quý vị, tôi phán là con 19 này, nghe không, miền Bắc ngày mai chắc chắn là nó sẽ rớt. Rớt là gì? Là nổ. Nổ rồi sao? Rồi lụm. Thì cũng như vậy luôn quý vị thấy không? Phán ghê chưa? Rớt ngay cái đài miền Bắc của 19. Miền Nam mình ăn được cái lọc lớn luôn quý vị, 315. Rồi Nam Bắc được cỡ luôn ha, trên kênh Nhân Trần TV. Còn kênh Tâm Linh TV tại cái ngôi mộ của bà Lê Thị Hai quý vị nhân sinh được 97. 97 bữa nay bà Hai cho rớt ngay cái đầu luôn, tức là ngay cái dãy 8 của đài công ty sổ số kiến thiết Vĩnh Long quý vị nha. Anh chị nào có tham khảo chúc mình cho. Tôi có nói quý vị, có con 97 thì sẽ có làm sao, con 79 lụm một cặp luôn. Thấy không, miền Nam của mình trên hai kênh của nhân nay tính sơ sơ thôi nha, lụm cái dãy 8. Còn tính lô thì thôi, quá trời lô để mà mình dò luôn quý vị nha. Nếu mà mình mua vé số thì thôi mình dò đã luôn. Chúc mừng cho anh chị nào ha, hôm nay có tham khảo những tài con lộc nha, những cái nơi nhân đến, những cái nơi nhân đi, à, mang đến những con tài con lộc chính xác nhất cho tất cả quý vị tham khảo mỗi ngày để mua những cái tài vé số. Thì lộc Tâm Linh thì anh chị cũng tham khảo thêm đâu đó nữa thì nhân chúc mừng cho, thấy không, chứ nhân không có xúi dục hay bắt buộc quý vị dưới mọi hình thức nào. Anh chị nào có lộc có tài nhớ đến công sức cực khổ nha, ha, phát tâm phát nguyện trả lễ nhang đèn phụ nhân dĩ cho cây quỳnh bánh chúng đèn cày quý vị cũng cho ông bà. À, những cái nơi nhân đến, những cái nơi nhân đi, tích đức tạo phước để hưởng lập phước quý vị nha. Đó, thì cái đó tùy tâm quý vị, nhân không có đòi hỏi. Số tài khoản của nhân đang hiện trên màn hình của quý vị, nghe không, trăng trọng nhân ngân hàng Sacombank. Đó, còn về cái lọc kính, à, nhân kể đến cái lọc kính thì lọc kính hôm nay cũng khá là cực gỡ luôn, mình ăn được cái dãy 8 quý vị ha, trên cái số điện thoại 0927654909. Thì nhân chốt cái lọc kính hôm nay là nhân chốt con 22 và con 47. Thì con 22 mình ăn ngay cái đầu, tức là ngay dãy 8 luôn của đài Bình Dương. À, miền Bắc là cái sự chủ 3 số 2 luôn. Trời ơi, Nam Bắc giật dở luôn con 22 trên cái lọc kính của nha. Chúc mừng cho những anh chị nào hôm nay tiếp tục ha. Thì lọc kính hôm nay mình cũng ăn đầu đuôi ở trong dãy 8 dãy đặc biệt liên tục ha. Xin chúc mừng cho. Trời ơi, cái chỗ này nó kiến dữ lắm, là kiến quý vị ơi. Con này tôi ngồi trên cổ kiến luôn quý vị nha. Nè, kiến nè. Trời ơi, con này. Đó, quý vị thấy cực khẩu chưa? Đó, mà tôi không có dám đụng đậy làm cho mấy ông chết quý vị nha. Thôi chỗ này chỗ tôi làm ăn, mấy ông đi chỗ khác đi, để hồi tôi quay qua quay lại tôi đạp chết mấy ông hết nữa, thiệt khổ chứ. Trời ơi, không chạy luôn quý vị. Hôm qua đang làm cũng ảnh cũng nhảy nhảy gì đó. Thì sao, tôi vô mấy cái bụi làm thì thôi dập đủ với con à, lúc tôi còn trên Sài Gòn thì tôi đang làm gắn nó bò ngang thì thôi bằng cầm tay gì nè. Bệnh luôn dân mình chiến sĩ đồng bào tị nạn tại vùng đất này, ai đến đây cầu tài cầu lộc, xin ban cho cái lộc mới số 1, số 2, okay. Số 2 đúng quý vị nha. Trời, gió dữ vậy trời, ghê vậy. Qua quý vị nha. À, nhận lại đầy nhận cúng quý vị. Chào tất cả quý vị đang xem màn nhỏ của kênh Nhất Đăng TV. Chúc tất cả quý vị ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Một ngày nữa đã khép lại quý vị nha, mình lại bước sang cái ngày mới nữa. Thì nhân cũng mong toàn thể anh chị em cô bác đến với những cái kênh của nhân, ai cũng có lộc có tài, ai cũng được vui vẻ. Thì tại lộc hôm nay được gửi trên hai kênh Nhân Trần TV và Tâm Linh TV luôn quý vị. Hôm qua nhân đến cái vong linh tại cái gốc cây châm này quý vị nha, rất là linh thiêng.
Hôm qua tôi có xin được cái lọc trên nước thuốc là con 15 và trên cái thẻ sâm là con 19 quý vị nha. Đó, thì tài lọc hôm nay thì quý vị cũng xem kết quả cũng biết rồi. Ha, miền Nam mình ăn được con 315 và con 15. Không, miền Bắc thì mình ăn được con 19. Đó, Nam Bắc được gửi luôn quý vị nha. Xin chúc mừng cho những chị nào có tham khảo. Thì quý vị xem kênh của tôi quý vị nha. À, quý vị xem chú ý à, nghe tôi nói. Thấy không? Hôm qua tôi có nói với quý vị, tôi phán là con 19 này, thấy không, miền Bắc ngày mai chắc chắn là nó sẽ rớt. Rớt là gì? Là nổ. Nổ rồi sao? Rồi lụm. Thì cũng y vậy luôn quý vị thấy không? Phán ghê chưa? Rớt ngay cái này miền Bắc con 19. Miền Nam mình ăn được cái lọc lớn luôn quý vị. 315. Rồi Nam Bắc giật trở luôn ha, trên kênh Nhân Trần TV. Còn kênh Tâm Linh TV tại cái ngôi mộ của bà Lê Thị Hai quý vị nhận sinh được 97. 97 bữa nay bà Hai cho rớt ngay cái đầu luôn, tức là ngay cái dãy 8 của đài công ty sổ số kiến thiết Vĩnh Long quý vị nha. Anh chị nào có tham khảo chúc mừng cho. Tôi có nói quý vị, có con 97 thì sẽ có làm sao, con 79 lụm một cặp luôn. Thấy không, miền Nam của mình trên hai kênh của nhân này tính sơ sơ thôi nha, lụm cái dãy 8, còn tính lô thì thôi quá trời lô để mà mình dò luôn quý vị nha. Nếu mà mình mua vé số thì thôi mình dò đã luôn. Chúc mừng cho anh chị nào ha, hôm nay có tham khảo những tài con lộc nha. Do những làm bằng ngày bằng cái tâm quý vị nha, đúng không? À, những cái đây nhân đến, những cái đây nhân đi, à, mang đến những con tài con lộc chính xác nhất cho tất cả quý vị tham khảo mỗi ngày để mua những cái tài vé số. Thì lộc tâm linh thì chị cũng tham khảo thêm đâu đó nữa thì nhân chúc mừng cho, đúng không? Chứ nhân không có xúi dục hay bắt buộc quý vị dưới mọi hình thức nào. Anh chị nào có lộc có tài nhớ đến công sức cực khổ nha. À, phát tâm khóc nguyện trả lễ nhang đèn phụ nhân dĩ cho cây quỳnh bánh chứng đèn cây quý vị cũng cho ông bà. À, những cái nơi nhân đến, những cái nơi nhân đi, tích đức tạo phước để hưởng lộc phước quý vị nha. Đó, thì cái đó tùy tâm quý vị, nhân không có đòi hỏi. Số tài khoản của nhân đang hiện trên màn hình của quý vị, thấy không, trăng trọng nhân ngân hàng Sa Cơm Bình. Đó, còn về cái lọc kính, à, nhân kể đến cái lọc kính thì lọc kính hôm nay cũng khá là cực cỡ luôn, mình ăn được cái dãy 8 quý vị. À, trên cái số điện thoại 0927654909 thì nhân chốt cái lọc kính hôm nay, à, nhân chốt con 22 và con 47. Thì con 22 mình ăn ngay cái đầu, tức là ngay dãy 8 luôn của đài Bình Dương. À, miền Bắc là cái sự chủ ba số 2 luôn, tàu rồi Nam Bắc giật dở luôn con 22 trên cái lọc kính của nhân. Chúc mừng cho những anh chị nào hôm nay tiếp tục ha. Thì lọc kính hôm nay mình cũng ăn đầu đuôi, nói chung là dãy 8 dãy đặc biệt liên tục ha. Xin chúc mừng cho những anh chị nào. Thì tôi đã nói quý vị rồi, tôi chỉ tặng cho những anh chị hữu duyên. Hữu duyên ở đây là tôi nói là những anh chị nào thật đi rồi tôi giúp cho, còn không thật thì thôi đừng có điện tôi làm cái gì. Một số anh chị khi mà điện tôi có hỏi thì trả lời thật đi, tôi biết hết đó. Nhiều anh chị tôi đã cho rồi, tôi hỏi lại thì nói là chưa cho gì, cho muốn nát luôn, cho muốn bệnh luôn, cho mà trả nợ cả trăm triệu luôn, hỏi lại nó chưa cho lần nào. Trời ơi, tôi nhớ hết á mấy bà, đừng có nói dốc nói láo, tôi biết hết nè. Giờ không ai giúp mấy bà nữa đâu, thấy không? Rồi khi mà thua lại đó thì hỏi tại sao nha, không có gì tại sao và không có gì tự nhiên. Có cái câu nói mà xưa nói là ăn quả nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ nguồn. Mình ăn xong mình nhổ cái cây luôn thì ai đâu mà giúp cho mình nữa nha. Mấy anh chị nè, à, nhân chị nói những anh chị mà như thế thôi, còn những anh chị mà không có, nói chung là rất là tốt đó, thì nhân nói chung là rất là ngoan nghỉ. Những anh chị đó sống thì nói chung là đúng nghĩa, gọi là đúng nghĩa, à, rất là đạo đức. À, còn những anh chị nào chơi trên cái lấy ăn ở trên cái sức lao động của người khác, à, mình không biết đó. Mình cứ ăn uống nước thì mình bích cái nguồn, còn đâu nữa mà ăn. Đó là vậy, thấy không? Tôi cũng làm bằng cái tâm, tôi không lừa đảo của ai, không xin gì của ai, thấy không? Mặc dù tôi biết hôm nay rất là nhiều anh chị chúng những con tài của lộc tôi làm mà tôi không điện thoại cho ai, cũng không hỏi ai, thấy không? Thì mình có lộc có tài thì mình tự biết ha. Người ta đã làm hết cái tâm của người ta rồi, mình không biết điều thì người ta sẽ vậy thôi, người ta cũng sẽ vậy thôi. Nhưng mà trước khi quý vị muốn người ta giúp mình ha, thì đầu tiên tôi đã tốt với quý vị rồi, tôi đã làm hết lòng với quý vị rồi, tại quý vị không thật lòng với tôi thôi. Một số anh chị không thật lòng với tôi cho nên là tôi không có giúp nữa ha. Người ta đã giúp, người ta đã bỏ công cực khổ, người ta đã bỏ ra hết rồi, thấy không? Mình muốn người ta giúp mình thì mình thật lòng với người khác. Chẳng hạn như tôi nói ở đây gom gọn lại thôi, mình muốn người ta tin tưởng mình muốn người ta thương mình thì trước hết mình phải thương người khác trước. Mình thương người trước đi, giờ người ta cảm nhận được người ta thương mình. Còn những người mà mình thương họ mà họ không cảm nhận được, họ không thương lại mình, họ đối xử tệ với mình thì những người đó không có đạo đức, không thì không cần phải nói nữa ha quý vị nha. Thôi giờ thì tôi xin phép soạn đồ lên để mà thỉnh, à, để làm lễ cúng cho
giống ông bà đây. Xin lễ cái lọc mới cho quý vị tham khảo ngày mai cuối tuần nha, tập trung quý vị ha, trên hai kênh của tôi. Cái dòng là ngày đầu tiên sinh ở đây là cái cung này cung mới mà ông bà đây cho, vậy thì quá trời chính xác rồi, quá linh luôn quý vị nha. Thấy không? Tâm linh là quý vị thấy không, tôi làm quý vị thấy những con tài con lộc tôi làm rất là dễ tham khảo, mà quý vị tham khảo mà không được nữa thôi tôi thua trời cứu. Rồi để tôi thỉnh đầu lên quý vị nha, rồi tôi sẽ ghi quy chú quý vị xem tiếp. Rồi để không làm mất thời gian của tất cả quý vị, Nhân đã thỉnh đầu lên rồi quý vị nha. Giờ thì Nhân sẽ đặt cái máy vị trí này để cho quý vị thấy cận cảnh lúc Nhân làm. Trước khi vào làm lễ cúng thì Nhân xin giới thiệu quý vị, đây là hai cái số điện thoại Nhân đang xài, chỉ có hai số điện thoại này nha, còn những số điện thoại khác Nhân không có biết quý vị nha, lừa đảo không nha, mạo danh rồi đó ha. Quý vị chú ý, quý vị lưu hai số điện thoại này lại ha, cần chi thì cứ điện Nhân, ai muốn trả lễ ha, cứ điện trực tiếp cho Nhân đó. Còn lọc thì Nhân để tặng cho, dùng hai từ miễn phí, quý vị thấy không ha, vào lúc 12 giờ trưa đến 3 giờ rưỡi chiều quý vị liên hệ nha ha. Có những con tàng lọc kính ha, Nhân xin ở những nơi khác thì Nhân gửi cho hữu duyên ha. Còn để cái số tài khoản của Nhân quý vị nha, đang chạy trên màn hình luôn đó, là cũng là số tài khoản của Nhân đó quý vị. Trả lễ Nhân đèn thì cũng ở đây, xong một lát Nhân sẽ đột nhập vô mộ của bà Hai trả lễ con 9779 ha. Còn kênh Nhân Trần TV này, quý vị đang xem cái kênh này ha, Nhân trả lễ con 15 giờ 19 quý vị nha, rực rỡ luôn cho Nam Bắc ha. Đó rồi, tất cả những con tài con lộc Nhân làm mang tính chất tham khảo ha, xem vị trí cho vui, không có xúi dục hay khuyến khích ai. Anh chị nào tham khảo ở đâu đó lộc có tài thì Nhân mừng cho ha, có lòng phát tâm trả lễ ha, gửi đến các vị vong linh, các vị chiến sĩ ha, đồng bào tử nạn, chích quan chích đức chích tích chích tử, thì quý vị liên hệ trực tiếp với Nhân qua số tài khoản cũng như số điện thoại của Nhân đã ghi ở trên cái màn hình ha. Rồi like cho Nhân đi quý vị ha, bên góc tay trái màn hình điện thoại quý vị nè, bên góc này nè có cái chữ ngón tay đưa lên đó, là quý vị bấm vô ha. Bên góc tay phải màn hình điện thoại quý vị đang xem nè, bên góc này quý vị nhìn vào có chữ đăng ký đó, ai chưa có bấm vô thì bấm vô đó, trực tiếp vô chữ đăng ký đó luôn. Để chi? Để những cái buổi phát trực tiếp cũng như những cái video của Nhân đăng lên nó sẽ thông báo về điện thoại cho quý vị mỗi ngày để xem ha, tham khảo giờ giấc của Nhân là ha. Kênh Nhân Trần Thị Di phát từ 7 giờ rưỡi ha cho đến 8 giờ rưỡi, và kênh Tâm Linh thì Nhân phát vào lúc 9 giờ cho đến 10 giờ tối mỗi ngày. Rồi một lần nữa xin chúc mừng cho những anh chị nào hôm nay ha có tham khảo cái lọc cái tay có 19 và có 15. Quý vị thấy Nhân ghê, quý vị Nhân phán có 19 ghê chưa, phán về cái đại công ty xuống miền Bắc, là về đại công ty xuống miền Bắc, thấy ghê chưa. Rồi anh chị đừng có lộn số anh chị ha, xem kênh của Nhân quý vị tập trung lấy những tài con lộc của Nhân làm đó. Quý vị thấy Nhân cúng không, Nhân làm không, Nhân dọn dẹp, Nhân dọn lên cúng rất là trang nghiêm và cúng giấy rất là hết cái tâm của mình ha. Những cái kênh khác nó làm sao Nhân không biết, cho nên quý vị nào có tham khảo số của Nhân xin ở trên kênh YouTube của Nhân thì đừng có lấy con số của Nhân ha, đi qua những cái kênh khác là lấy vô để mà tham khảo nha, như vậy là nó bị phản quý vị nha, thấy không? Phản có nghĩa là quý vị bắt bên đây con, bên kia con, thấy không? Bắt tầm lum á, như vậy là bị lộn á, lộn số á, như vậy là đem tiền cho thầu nha quý vị nha, chú ý nha. Rồi giờ thì Nhân làm lễ cúng Nam Mô A Di Đà Phật, còn kính lại Phật Tổ, Phật Thầy, chứ vị thần linh năm non bảy núi, các vị tổ thần tái quản tại mảnh đất này, còn kính lại vong linh của bác ông bà chiến sĩ trận vong nơi đây, đồng bào tử nạn, vong linh chết quan tại cùng đất này, đặc cụ đại người mới hôm qua thiện nam tính chủ tôi đến đây xin được cái lộc, cầu được cái tài, được như ước nguyện, hôm nay đến đây trả lễ đem lòng thành kính, tôi có thịnh dĩa trái cây bánh giấy tiền muối gạo, xin lại cho cái lộc cái tài mới trong ngày 20 tháng 4 dương lịch năm Giáp Thìn. Ngày thì có đài công ty sổ số kiến thiết miền Nam, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Năm nén hương đã thắp, đèn đã sáng, vũ đã gót. Cuối sinh các vị vong linh ông bà ở đây, suối chân bước về đây thụ hưởng hương quả chứng giám lòng thành của con, ban phúc ban lộc ban tài cho con. Cầu tài đặng tài, cầu lộc đặng lộc, cầu chi đặng đó, giúp người giúp đời, bớt đi cái khó khăn trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mình đây ông bà về nhận hương khói lát đi quý vị, Nhân sẽ xin cho quý vị nha. Đó rồi, những chị nào mới vào xem kênh của Nhân ai chưa có like, mỗi người cho Nhân một like đi quý vị. Cái like đó hoàn toàn miễn phí, nó chỉ giúp cho cái kênh của Nhân phát triển thôi, không có mất mát gì của quý vị hết nha.
Hôm qua vô đây có cảm giác quý vị nha, nhưng có nói quý vị tập trung rồi. Tài lộc trên hai kênh hôm nay, nếu mà quý vị tham khảo kênh của Nhân thì vào bờ rồi quý vị nha, số anh chị vào bờ luôn chứ không phải dẫn đâu. Tại ở ngoài này nó gió dữ lắm, gió quý vị. Ngồi ngoài này làm tuy nó mát thiệt ha, nhưng mà nó cũng ớn ớn quý vị. Gió hiu hiu rồi quý vị thấy cái ghê đó nè. Đó, à Nhân đi với đệ tử của Nhân nha. Hiện tại đệ tử của Nhân nó đang coi xe ngoài kia quý vị nha. Đó. Đây cũng ghê lắm quý vị. Rồi, ngày mai tất cả quý vị nào chưa tin tưởng cái tâm linh của tôi làm đó thì cứ theo dõi ha, mỗi buổi chiều cho mình mở mạng lên mình coi ha, công ty sổ số không thiết, ai dùng miền nào thì mình coi dùng miền đó mình dò, thấy không đó. Cảm thấy tin tưởng đó, những tài con lộc tôi làm chính xác thì tham khảo ở đâu đó, có lộc có tài tôi mừng cho nha đó. Còn những cái kênh mà mình xem mà không tin tưởng mà khó quá đó thì thôi mình lướt qua đi quý vị nha. Kênh YouTube này có những cái kênh quý vị nha, nó dùng cái mạng xã hội này nó lừa đảo dưới cái mô hình thức. Anh chị xem kênh thì cũng phải chú ý coi những cái kênh nào người ta làm uy tín quý vị nha, đàng hoàng mình xem nha. Rồi Nhân thì sắp xuống một phân rồi quý vị nha. Nhân xin giới thiệu lại, đây là cái số điện thoại của Nhân, anh chị nào muốn trả lễ thì cứ liên hệ trực tiếp cho Nhân ha. Đó, muốn tham khảo dụng tài lộc kính mỗi buổi trưa thì quý vị điện cho Nhân hoặc nhắn tin đến em hết cho Nhân ha. Và Nhân sẽ gửi lộc cho tham khảo cầu may những con tài con lộc kính. Đây là số tài khoản của Nhân quý vị nha. Đó, anh chị cần thì liên hệ với Nhân ha. Có lòng phát tâm đó, trả lễ đó, cúng vong linh đó ha, thì tâm phát nguyện, Nhân không có đòi hỏi quý vị nha. Rồi, cái chỗ này nó kiến dữ lắm, là kiến quý vị ơi. Con này tôi ngồi ở trên cột kiến luôn quý vị nha. Nè, kiến luôn nè. Ôi ơi con này. Đó quý vị thấy cực khổ chưa? Đó. Mà tôi không có dám đụng đậy làm cho mấy ông chết quý vị nha. Thôi chỗ này chỗ tôi làm ăn, mấy ông đi chỗ khác đi, để hồi tôi quay qua quay lại tôi đạp chết mấy ông hết nữa, thiệt khổ chứ. Đây quý vị, chỗ nào có kiến mình làm, mình tác nghiệp đó quý vị, chỗ nào có kiến là chỗ đó có tiền nha. Đó, bởi vì kiến mà bò vô nhà quý vị á, ở đây Nhân nói nha, thì theo người ta thì có một số anh chị người ta không biết, thì người ta dùng thuốc người ta đổ cho chết này kia, mình không cần nhất thiết phải làm gì quý vị, đó cũng là một cái sinh mạng mà. Quý vị nói mấy ông ơi, chỗ này không phải chỗ của mấy ông ở, thôi mấy ông dọn đồ đi chỗ khác đi, đi hết đi ha, ở chỗ này thì người ta sẽ làm hại mấy ông. Thì quý vị nói đi, ba ngày sau nói thiệt với quý vị nha, thử coi có con kiến chúa nó bò đi liền, là mấy con kiến con nó bò đi hết quý vị nha. Còn nếu mà nó không bò đi thì thôi, thấy không, đổ dầu lửa, phải không, bật lửa lên đó, cho quéo queo hết quý vị nha, để em thôi cắn thấy bà, trời ơi. Trời ơi, đâu có con nhái nữa vậy. Trời ơi, không chạy luôn quý vị. Hôm qua đang làm cũng ảnh cũng nhảy gì đó. Thì sao không, chui vô mấy cái bụi làm thì thôi, gặp đủ với con thôi. Lúc tôi còn trên Sài Gòn kìa, tôi đang làm muốn gắn nó bò ngang thì thôi bằng cầm tay gì nè, bệnh luôn. Đó. Rồi, không làm mất thời gian quý vị nữa thì bây giờ Nhân xin vào Nhân làm lễ cúng quý vị nha ha. Tập trung tham khảo ngày mai lấy lộc lấy tài nha. Thì ngày mai thứ bảy quý vị, thứ bảy có 4 ngày là tôi xin một con một duy nhất để cho quý vị tham khảo dễ nha. Đó. Lộc thì có âm dương, lộc nhẹ lại, thấy không? Nát lời của ông bà cư ngụ tại mảnh đất này, giờ trẻ bé lớn con biết tuổi tên, nay đến đây để trả lễ cái lộc cái tài con đã xin được nhiều ước nguyện, cầu xin chứng cho lòng thành ban phúc ban lộc ban tài cho con, xin lại cái lộc cái tài mới ha, đúng ngày đúng giờ đúng tháng đúng năm. Con xin chạy hút gà những vị số từ 0 cho đến 9, số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, gió qua gió quý vị nha, số 9. Rồi, sau dòng chạy quý vị, cái chứng kêu cái đứng nha. Ai dòng chạy dòng thứ hai quý vị nha. Bắt đầu lại dòng thứ hai chạy số 0, đất đai của bác ông bà ở đây, dòng linh chiến sĩ đồng bào tử nạn tại vùng đất này, ai đến đây cầu tài cầu lộc, xin ban cho cái lộc mới. Số 1,
số 2. Số 2 đứng cái gì nha. Gió gì vậy trời. Ghê vậy. Số 2 đứng cái gì nha. Con lấy số 2 con chạy tiếp số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Rồi. Sau 2 vòng chạy quý vị, nhân chạy được số 2. Giờ thì vòng thứ 3. Giúp quá tâm quý vị nha. Bắt đầu lấy số 0. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Chạy lại số 9. Trời ơi. Số 9 đứng quý vị nha. Vòng thứ 2 là tôi có cảm giác ông số 9 rồi, nhưng mà không có đứng quý vị nha. Vòng thứ 3 thì ông bà mới cho đứng. Chà, con 29 này nha quý vị. Ngày mai ngon lắm nha. Ngày mai tỷ lệ con 29 này tầm khoảng 90%. Có nghĩa là mình lụm đó. Thấy không? Nổ ngay cái đầu ngày mai nữa chắc lính quýnh thiệt quá. Tất cả quý vị tập trung ngày mai quý vị con 29 nha. Đó. Lộc thì có âm dương. Có con 29 thì sao? Thì sẽ có con 92. Tôi không có viết ra nha. Quý vị muốn tham khảo lộc lớn ba càng, quý vị lấy con 329, con 392. Cũng giống như hôm qua tôi có nói quý vị tham khảo lộc lớn cầu mai lấy con 315, con 319. Mình ăn cái ba càng 315 luôn. Quý vị thấy ghê chưa? Trời ơi, nhiều khi quý vị không biết chứ. Chữ tôi khùng điên, tự nhiên cái sinh được con gì ghép vô, khùng điên cái gì. Nhiều khi đặt đây ông bà ở đây phước mặt người ta, tôi không nhìn thấy họ, nhưng mà tôi nói chuyện, nhiều khi họ nghe được quý vị. Chứng cho cái lòng thành của cái người người ta làm nghề bằng cái tâm. Quý vị hiểu không? Tôi nói nhiều thôi nha. Đó. Mời quý vị tham khảo thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Ha. Đó. Thì ngày mai quý vị nha. Chỗ tôi Long An Đại Chánh, Hậu Giang Đại Phụ. Đó tôi gạch đích nha. Thấy không? Tôi gạch vậy dễ để cho quý vị dễ tham khảo. Miền Trung, đêm này có miền Bắc nha. Cái miền Bắc là cái miền gỡ nha. Bữa nay có 19 tôi khoán ngay cái miền Bắc quý vị nha. Trời ơi, vớt hay luôn luôn. Thấy ghê chưa? Ngày 20 tháng 4 2024. Lâm. Rồi. Tôi chọi cái hộp gà vô luôn. Ngay chỗ này quý vị. Nổ. Đó. Nổ tiếng lớn lắm nha. Trời ơi. Rồi. Tất cả những con tài con lộc con số tôi làm mang tính chất tham khảo xem vị trí cho vui. Anh chị nào tin tưởng cái tâm linh tôi làm, tập trung những con tài con lộc tôi xin, chính tay tôi xin quý vị nha. Còn những người khác xin sao tôi không biết. Quý vị tin tôi thì lấy những con tài con lộc tôi làm. Giống như hôm nay nè, quý vị thấy không, 19 với con 15 gực gỡ luôn, nam bắc, quý vị thấy chưa? Thì con số đó tôi xin cho ai, thấy không? Đó, cho nên là những con số người khác thì tôi không biết, nhưng con số tôi xin thì quý vị tin tưởng thì tập trung tham khảo nha. Đó, anh chị có lộc có tài có lòng nhớ đến công thức cửa khẩu nha. Ai có kháng nguyện kháng giá gì đó, thấy không, chúng trả lễ đó, thì đây cái số tài khoản của nhân đây ha. Mình đã lỡ giấy kháng nguyện rồi, thấy không, thà là mình đừng nói cái gì, mình nói là mình không làm nha. Mất lời hứa thì mất lời hứa với người
à, cõi dương thì được, nhưng mà mắc lời hứa với người cõi âm, tức là tâm linh đó, thì tôi nói quý vị nha, ăn một trả lời 10. Cái này phải tôi nói để tôi xin. Cái gì ha, những anh chị mà đã mở miệng ra lỡ nói rồi đó, không mà nếu không làm là trả lại hết nha. Đó là tâm linh. Thà là mình đừng có nói quý vị nha. Tham khảo đi, cứ tôi làm thấy con số gì cứ tham khảo đi, đừng có nói. Mà quý vị lỡ nói ừ, tối nay tôi có coi cái kênh của chú Nhân Trần, ông bà ở đây độ cho con ngày mai, à chúng cái tài cái lộc của chú Nhân Trần, tôi gửi tôi trả lễ ngày mai chúng linh thình luôn. Nói, tại vì mình nói mình nghĩ gì cho nó qua, nghe không? Xong rồi bắt đầu tham khảo lại đi ha. Bắt đầu thua quá trời luôn, bắt đầu hỏi điện thoại cho tôi, cái tôi mới hỏi ừ chị có mắc lời hứa cái gì với tâm linh không. Rồi cái bắt đầu mới khai thiệt, cách đây khoảng chừng một tuần tôi có coi kênh của chú, là tôi có nói hứa là ừ chúng để trả lễ, điện cho chú trả lễ mà xong rồi tôi quên luôn, thấy không? Trả lễ hết à, cúng lễ hết mà cúng nhiều hơn vậy nữa, trả lễ cho thầu hết rồi. Tôi nói nhiều đó thôi ha, không phải là tôi nói để tôi xin, tôi chỉ muốn giúp cho tất cả quý vị không mắc lời hứa, không phải mắc cái lời nói với tâm linh thôi, mắc lời nói với người nào cũng được ha, nhưng mà đừng mắc lời nói với tâm linh quý vị nha, là mang cái nghiệp lớn lắm, phải trả thôi, trả gấp trăm lần vậy. Đây số tài khoản của tôi đây, số điện thoại của tôi đây ha, đó anh chị có cần chi thì liên hệ. Rồi lộc thì tôi đã xin rồi, cũng mong cái tài cái lộc này sẽ giúp tất cả quý vị ngày mai ha, trên những cái kênh YouTube của tôi ai cũng có lộc có tài, ai cũng được vui vẻ. Trước khi về màn hình, anh chị nào chưa like, mỗi người cho Nhân Trần xin một like. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những cái buổi phát trực tiếp như những video tôi đăng lên mỗi ngày trên hai kênh Nhân Trần TV và Tâm Linh TV. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ cái thời gian quý báu mình ra để theo dõi cái video ngày hôm nay. Chúc cho tất cả quý vị ai cũng vui vẻ, ai cũng có lộc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại.